Xin chào các bạn, hôm nay là em Nan là có thời gian nhiều quá. Em Nan thèm papaya bóc bóc à, đủ đủ. Các bạn không biết nha, các bạn ăn thích ăn không thích ăn. Hôm nay là main ingredient, how to say, thành phần chính. Ngoài là trứng. Muốn trứng à? Muốn. Thành phần chính. Chính. Chết rồi. Thành phần chính. Thành phần chính là dừa hào. Dừa heo cái gì vậy bà? Dưa heo. Em đã hát mấy nhiêu mình. Làm lại. Thành phần chín là dưa leo với cà chua có chanh hả? Ớt khô. Ớt tươi. Tỏi. Ổi là cơ ba. Không. Tỏi. Cái này là lao. Nếu làm cái này rồi đúng không các bạn? Ăn cái này với lao nhiều. Ngon quá. Còn bây giờ? Bây giờ mà chuẩn bị trước các bạn. Thôi thui là ngon. Ok các bạn, nghe nè, bỏ ở đây cái này ớt khô. Nếu các bạn thích cay nhiều bỏ nhiều à? Anh nhé, người Thái bình thường quá. Ớt nhiều lắm đó. Muốn ăn chung không? Ít ớt thôi, cay lắm. Đói bụng chưa? Không có ai đói bụng đi. Em đang nấu cái gì không có ai đói bụng nè các bạn. Cái này là làm giấm chuẩn bị nước sốt của dừa leo trước. Người Thái à, ăn chua cay ngọt. Hộp nè, bỏ hộp trước các bạn. Nước chanh. Đó, quả đường. Bây giờ là chuẩn bị dừa leo. Nước miếng nhiều quá. Nước miếng của em đang nhiều rồi. Muốn ăn thèm quá. Bỏ cái này, cà chua chứ. Cho nước sốt đi thấm in the cà chua. Thấm nước sốt thấm vào cà chua. Nước sốt thấm vào cà chua chứ. Chậm á, xốp nhẹ nè các bạn, không mạnh á. Nhẹ nhẹ. Ok. Xong rồi à? Xem chưa? Rồi. Còn cái này với cái này. Đi rau này.
Rồi, xong rồi. Đúng không? Nước sốt cái này à, ăn với bún mà ngon quá. Cái này nè, có lạ đúng không? Đúng. Ốc. 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 Tắm nè. Tắm cái này các bạn. Thèm à? Lâu rồi không ăn đúng không? Lâu rồi không ăn. Không suy nghĩ gì các bạn. Nhúc cây là người ở đây à, ăn cay không được, chó ở đây có cùng ăn không được đúng không? Thưa các bạn, hôm nay là em nên đi trước nè. Bây giờ em nên đi trước. Đâu? Đi lửa trang.